OK và chào mừng anh em và chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xu của bitcoin mọi người nhé. Mọi người có thể tham gia vào telegram cũng như là tham gia vào group facebook thì link thì mình có để ở phần mô tả của video nhé. Uh, OK để bắt đầu cái buổi phân tích thị trường trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Mọi người xem video của mình có thể ấn và ủng hộ mình bằng cách like video của mọi người nhé. Quay trở lại với thị trường crypto chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Bitcoin của hiện tại đang giao dịch ở cái nền giá là 57.000 đô. Về xuống của thị trường trong cái ngắn hạn thì trong tháng trước thì Bitcoin của chúng ta nó có một cái nhịp giảm từ phía bên trên này và nó có một cái nhịp giảm xuống cái vùng giá thấp nhất là vùng 49.000 đô. Tại vùng 49.000 đô thì mình vẫn chia sẻ với anh em thì uh, thị trường nó vẫn đang ở trong một cái đợt rũ hàng. Và thị trường của chúng ta nó vẫn đang ở trong một cái giai đoạn mà rũ người chơi. Nên là thời điểm đó thì nếu như anh em mà chúng ta còn tiền, chúng ta phân bổ vốn và chúng ta vào hàng thì cũng rất là tốt. Cá nhân của mình thì mình cũng có phân bổ ở cái vùng giá quanh mức 50.000 đô một phần vốn. Thì sau khi mà Bitcoin về cái vùng khoảng 49.000 đô xong thì thị trường nó có một cái nhịp hồi phục nên cái vùng giá phía bên trên này là vùng giá là 57 000 58 000 đô này thì tại vùng 58 000 đô thì Bitcoin của chúng ta nó tiếp tục tạo ra những cái nhịp điều chỉnh mà mình có đưa ra với anh em là khoảng mức 53 và 54 000 đô đó và hiện tại thì Bitcoin đang tạo ra những cái phản ứng giá nhất định và trong cái thời điểm này thì có lẽ là những cái thời điểm này thì cái câu hỏi mà anh em quan tâm nhiều nhất vào thời điểm này thì chúng ta có nên cắt đào hàng ra hay không hay là chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta thu mua thêm <laughs> và mình tin rằng là cái câu hỏi này nó sẽ là một cái câu hỏi mà rất là nhiều anh em chúng ta quan tâm thậm chí là chúng ta đắn đo rất là nhiều trong cái việc ra quyết định thì hy vọng rằng trong cái video ngày hôm nay của mình cũng sẽ giúp cho mọi người có thêm một cái góc nhìn để mọi người có thể đưa ra quyết định khi mà mọi người có thể phân bổ vốn cũng như là vào hàng hoặc là cắt đào ra ngoài rồi chúng ta sẽ nhìn tổng quan chung một chút về thị trường trong cái ngày hôm nay à, Về cái tổng quan chung thì thị trường thì nếu mà nói về cái xu của Bitcoin thì nó chạy cực kỳ sát với cái plan của mình đưa ra Đó, thì trước đây thì chúng ta cũng có những cái điểm hòa hàng bên dưới thì sau khi Bitcoin tiến tới cái vùng 74.000 đô thì mình có bảo với anh em là Bitcoin nó sẽ quay đầu và nó sẽ giảm về cái đầu 5x và cái thời điểm khi mà mình đưa ra thì chắc chắn một điều là gần như rất ít anh em chúng ta có niềm tin là Bitcoin nó sẽ rơi về đầu năm thì mình đã đưa ra cái mốc là 50 năm ngàn đô và sau đó thì Bitcoin nó cũng đã tiến về cái mốc 50 năm thậm chí nó có thể rớt qua một cái dâu về bùng 49 ngàn đô cơ Thế nên là về cái tổng quan chung về cái xu của Bitcoin thì nếu như mọi người follow kỹ những cái buổi like, những cái buổi phân tích thị trường của mình thì Bitcoin hiện tại nó đã và đang chạy rất sát cái plan của mình rồi sau khi Bitcoin nó tiến về cái vùng 50.000 đô thì Bitcoin hiện tại đang tạo ra những cái phản ứng giá và Bitcoin nó đang có một cái đà hồi phục nên cái vùng giá phía bên trên là vùng 57.000 đô. Về xuống của thị trường ở trong cái thời điểm này thì cá nhân của mình thì mình vẫn đang ủng hộ cho cái việc tăng giá của thị trường trong cái thời gian tới. Có nghĩa là nếu như trong cái thời điểm này thì cái việc Bitcoin thì mình vẫn ủng hộ cho cái việc tăng giá. Những cái phiên giảm giá trong thời gian vừa qua nó chỉ là những cái phiên rũ người chơi. Và nó sẽ chỉ là những cái phiên mà hành anh em thôi Nhưng về cơ bản thì nếu như mọi người chúng ta đã và đang gom hàng Đặc biệt là như anh em mà chúng ta đi với mình từ những thời điểm đầu Chúng ta gom được Bitcoin ở cái nền giá 17.000 đô 22.000 đô Hay là vùng 30 25-30.000 đô thì chắc chắn là những vùng giá này đến ngày hôm nay thì mọi người vẫn đang có lời rất là nhiều. Thì chúng ta vững tâm, chúng ta cầm hàng và chúng ta giữ hàng giúp mình thôi. Về xuống của thị trường thì mình vẫn đang kỳ vọng là trong thời gian tới thì Bitcoin có thể vượt qua cái đỉnh ATH gần nhất Thì chúng ta có một cái đỉnh ATH gần nhất của Bitcoin là vùng phía bên trên này là vùng 73.000 đô Thì mình vẫn kỳ vọng là trong một cái khoảng thời gian tới thì khi mà thị trường nó tạo ra những cái phiên sắc ao rũ hàng xong Thì thị trường có thể vượt qua những cái vùng đỉnh phía bên trên là vùng 73.000 đô Và có thể chinh phục cũng như là có thể đạt được những cái target và những cái mục tiêu cao hơn đây là một chút về cái khung D1 rồi. Chúng ta sẽ nhìn về xung quanh của H4. Về H4 thì sau khi chúng ta có một cái nhịp giảm giá của Bitcoin từ cái vùng 70.000 đô rơi xuống cái vùng phía bên dưới này là vùng 49.000 đô, Bitcoin hiện tại đang tạo ra những cái phản ứng giá nhất định. Và với cái xu hướng này của thị trường thì chắc chắn là anh em chúng ta vẫn cần phải follow thêm cho mình trong cái thời gian này. Tại vì có thể là thị trường chưa chắc nó cũng đã tăng giá được ngay đâu, có thể nó sẽ tạo ra những cái vùng giá tay tích lũy thậm chí là nó vẫn tiếp tục rũ ở cái không gian nhỏ này có thế nên trong cái đoạn này thì với cái khung giá H4 thì theo cá nhân của mình thì anh em chúng ta nên follow và chúng ta bám sát thị trường trong cái thời điểm này thôi đó thì nếu như thị trường có những cái nhịp điều chỉnh tốt thì anh em chúng ta có thể nên tàu và chúng ta có thể vào hàng thêm điển hình là trong như cái phiên ngày hôm qua thì chúng ta có một cái sự nhịp điều chỉnh chung và kéo theo cái việc Bitcoin nó rơi về vùng 54.000 đô đó thì đấy cũng là một cái điểm mà anh em chúng ta có thể nên tàu nếu như chúng ta còn UDT nhé mọi người nhé rồi chúng ta sẽ nhìn qua về Bitcoin ở trên cái khung thời D1 D1 Bitcoin của chúng ta nó vẫn đang biểu thị cho một cái xu À ở trên H1 thì Bitcoin của chúng ta nó vẫn đang có một cái tín hiệu tăng Đó thì trong cái đoạn này chúng ta vẫn kỳ vọng là Bitcoin có thể tạo ra những cái vùng tái tích lũy đi ngang Và nếu như nó bứt phá được lên thì cũng là một cái tín hiệu tích cực Nhưng theo cá nhân của mình thì cái việc tăng giá thì nó cũng sẽ chưa thể nào dễ dàng và tăng mạnh ngay được Và nó có thể nó sẽ tạo ra những cái phiên rũ ở trên cái sóng của H1 Thế là anh em đánh ở trong thời điểm này thì nhớ cho mình khung H1 thì nó sẽ là những cái nhịp rũ nó xảy ra thì nó sẽ là cái thời điểm để anh em có thể lên tàu cũng như lúc là có thể vào hàng thêm. Đó chứ chúng ta cũng không cần phải quá lo ngại trong cái thời điểm này. Rồi, chúng ta sẽ nhìn qua một chút về sóng của ETH. ETH thì ngày hôm qua chúng ta có một cái nhịp rũ xuống vùng 2300 đô. Đó thì hôm qua mà anh em nào mà chúng ta căn thì mình cũng có chia sẻ với anh em là ETH nó có thể chỉnh về khoảng 2300 đô. Thì với ETH thì nó đã chỉnh về cái mốc 2300 đô rồi đó nó đã chỉnh về mốc 2.300 đô anh em nhé, đó thì hôm qua mà anh em mà chúng ta lên tàu mà chúng ta mua thêm được ETH ở vùng 2.300 đô thì nó cũng là một cái nền giá rất tốt nên anh em nào mà mua được thì cũng khá là ok. ETH thì mình nhận định khá là nhiều rồi, có nghĩa là trong cái thời điểm trước khi mà ETH nó tiến tới cái vùng 4.000 đô. <laughs> thì mình có đưa ra cái nhận định với anh em là ETH nó sẽ về dưới 3.000 đô thậm chí là cái trường hợp uh, nếu như mà cái áp lực bán nó mạnh nó có thể rơi về vùng 2.000 đô, đó thì cái bốc 2.000 đô của mình đưa ra với anh em thì nó cũng đã chạy về rồi. đó và mốc 3.000 đô thì nó cũng về ở trong cái nhịp đầu tiên. ETH thì mình cá nhân của mình thì mình vẫn chia sẻ với anh em đây là một cái đồng coin mà xứng đáng để chúng ta có thể ôm và chúng ta có thể nắm giữ dài hạn. thì anh em là một chúng ta mà mua được ETH ở giá tốt hoặc là trong cái phiên ngày hôm qua, À trong ngày mấy hôm trước, ngày mùng 5 và anh em mà chúng ta vào được thêm hàng ETH ở vùng 2.000 đô thì cũng là một cái nền giá rất ổn nhé thì anh em chúng ta có thể cố gắng là chúng ta cầm hàng chắc giúp mình thôi ETH thì ở vùng quanh 2.000 đô thì nó là một cái nền giá quá tốt để chúng ta có thể ôm và chúng ta có thể nắm giữ dài hạn có về tổng quan chung thì mình nghĩ rằng là ETH nó vẫn là một cái đồng coi tiềm năng để chúng ta có thể ôm và chúng ta có thể nắm giữ dài hạn rồi chúng ta sẽ nhìn qua một chút về an coi trong cái thời điểm này đó an coi thì trong cái thời điểm này thì nó cũng đang ở trong cái vùng gom và đang ở trong cái vùng tái tích lũy rất là đẹp đó thì an coi thì chúng ta đã có những cái điểm cắt ao hàng trước đây và chúng ta cũng có một cái điểm cắt ao khá là đẹp an coi thì bây giờ trung bình những cái đồng coin mới chia từ 5 cho đến 10 lần đó còn coi cũ cũng chia từ 3 cho đến 4 lần và đấy là một cái mức giảm khá là mạnh của an coi trong cái thời gian vừa qua đó thì chắc chắn là chúng ta có một cái điểm cắt ao hàng an coi ở vùng trên này khá là đẹp và sau đó thì chúng ta đang gom hàng và chúng ta đang tích lũy ở cái vùng bên dưới này. Đó thì cá nhân của mình thì vẫn nhận định là thị trường nó vẫn đang ở trong cái vùng tái tích lũy. Anh em chúng ta căn những cái nhịp điều chỉnh hoặc là những cái nhịp rũ để chúng ta có thể lên tàu cũng như chúng ta có thể vào hàng thêm. Đó thì an coi thì anh em chúng ta đánh, anh em đánh thì có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium nhá. Điều kiện tham gia thì hoàn toàn miễn phí thôi. Anh em chúng ta muốn có một cái lộ trình đi tối ưu hơn thì chúng ta có thể tham gia vào trong nhóm VIP nhé Tham gia vào trong nhóm VIP thì sẽ có an tâm hơn khi mọi người sẽ được tham gia vào các cái buổi dung bình hướng của mình Còn hoặc là anh em mà chúng ta vốn ít hoặc là anh em mà chúng ta mới follow mình thì có thể đăng ký vào trong nhóm Premium Thì điều kiện tham gia cũng hoàn toàn miễn phí thôi anh em cũng chúng ta có thể đăng ký tài khoản của sản dịch OKX này, bài bit hoặc là bitget để tham gia vào trong nhóm tín hiệu Primo mọi người nhé. Về thị trường trong cái ngày hôm nay thì Ancoi thì nó vẫn đang ở trong một cái vùng tái tích lũy và đang ở trong cái nhịp rũ đó thì nó là cơ hội thôi mình nhớ cho mình là trong cái thời điểm này thì an coi nó chia khá là nhiều nếu như mà nó có những cái nhịp rũ thì nó sẽ là cơ hội để chúng ta có thể mua thêm chứ không phải là cái cơ hội để chúng ta cắt đào ra đó thì mình vẫn bảo điều về quan điểm đấy thôi đó là thị trường càng xuống thì chúng ta sẽ càng mua chúng ta phân bổ vốn đó thì anh em nào mà chúng ta phân bổ vốn chúng ta quản lý vốn thì chắc chắn là chúng ta sẽ mua được những cái chi tốt đó nhưng mà ít nhất là chúng ta thoát được những con sóng những cái vùng giá an coi vùng đỉnh này nó quá là ngon sau khi mà thoát xong thì an coi bây giờ chia khoảng 5 đến 10 lần với những dự án còn mới thì mình nghĩ rằng nó cũng khá là ok rồi có thì năm nay thì anh em chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ tận dụng thôi cơ hội thì mình vẫn nói với anh em rồi cơ hội với thị trường năm nay nó rất là nhiều chỉ cần tận dụng mà nắm bắt được thôi thì mình tin rằng là có thể là ngày hôm nay tài khoản của mới vẫn đang biến động tại vì nó đang ở trong vùng gom hàng mà nhưng khi mà nó qua những cái đoạn này rồi thì cái cơ hội nó sẽ hứa hẹn với chúng ta rất là nhiều đó thì hy vọng rằng trong cái năm nay chúng ta sẽ tận dụng được và anh em chúng ta ta có thể là tận dụng được những cái con sóng cũng như những cái cơ hội của năm nay mọi người nhé. Ok và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.